Tôi xin chân thành cảm ơn The Committee to Protect Journalists đã chọn tôi là một trong những người được giải thưởng tự do báo chí năm 2009. Năm 2018. Tự do, nếu đi tìm một nơi nào đó trên trái đất này để làm biểu tượng cho tự do thì không nơi nào xứng đáng hơn là ngay chính tại thành phố New York này. Nơi đây, tôi đã tìm thấy chính tôi trong dòng chữ được khắc lên cách đây hơn một thế kỷ. Give me your tired, your poor, your hatred, massive yearning to breathe. Tôi xin cảm ơn CBJ đã tranh đấu cho tự do của tôi. Cảm ơn chính phủ và đất nước Hoa Kỳ đã mở rộng vòng tay nhân ái đối với gia đình chúng tôi. Bây giờ, tôi đã tìm thấy được hơi thở của tự do, nhưng tôi phải thú nhận rằng tôi không tìm thấy được niềm hạnh phúc trọn vẹn trong tôi. Bởi vì đi tìm tự do cho riêng bản thân mình ở ngoài đất nước Việt Nam chưa bao giờ là mục tiêu, là khát vọng của tôi. Tôi vẫn luôn mơ ước và tranh đấu để cùng 90 triệu công dân Việt Nam được sống tự do, có quyền làm người, được tôn trọng, được bảo vệ và có toàn quyền quyết định vận mạng của đất nước. Tự do của tôi ngày hôm nay có được là do những nỗ lực không mệt mỏi và đóng góp của nhiều bạn bè và cá nhân. Tự do mới tìm thấy này chỉ có ý nghĩa nếu tôi sử dụng nó như là tiếng nói của 90 triệu người dân đang bị áp bức tại Việt Nam. Do đó, con đường tự do cho Việt Nam của tôi sẽ tiếp tục dù tôi sống ở bất kỳ quốc gia nào. Tôi cũng nhân cơ hội này để kêu gọi mọi người mang ánh sáng công lý đến cho một người mẹ Việt Nam dũng cảm khác có hai con nhỏ. Đó là blogger Trần Thị Nga. Cô bị kết án 9 năm tù vì tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Hãy ủng hộ chúng tôi trong nỗ lực giành lại tự do cho người phụ nữ can đảm này. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị rất nhiều vì sự công nhận và ủng hộ của quý vị đã trao tặng cho tôi giải thưởng này. Thank you everyone.